Xin chào các bạn đã quay lại với góc nhỏ văn thơ. Xuân Diệu có lẽ thường được nhớ đến với những bài thơ tình bất hủ, nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Những mối tình đẹp lại đâu đó chứa nhiều tiếc nuối trong lòng. Mời các bạn đến với hai bài thơ có một màu sắc buồn man mác, một câu hỏi vì sao và một câu trả lời dại khờ. Vì sao? Bữa trước riêng hai dưới nắng đào, nhìn tôi cô muốn hỏi vì sao. Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp một thoáng cười yêu thỏa khát khao. Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên, tôi đã đầy thân giữa xứ phiền, không thể vô tình qua trước cửa, biết rằng gặp gỡ đã vô duyên. Ai đem phân chất một mùi hương, hay bản cầm ca tôi chỉ thương, chỉ lặng chùi theo dòng cảm xúc, như thuyền ngư phủ lạc trong sương. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Cô hãy là nơi mấy khóm dừa, dầm chân trong nước đứng say sưa, để tôi là kẻ qua sa mạc, tạm lánh hè gay, thế cũng vừa. Rồi một ngày mai tôi sẽ đi, vì sao ai nỡ bỏ làm chi. Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Dại khờ. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi. Người ta khổ vì xin không phải chỗ. Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó. Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương. Vì thả lòng, không kiềm chế dây cương. Người ta khổ vì lui không được nữa. Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa, những tim không mà tưởng tượng tràn đầy. Muôn ngàn đời tìm cớ giỏi sương mây, dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Người ta khổ vì cố chen ngõ chật, cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào. Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao, không muốn chữa, không muốn lành thú độc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập hôm nay của Góc Nhỏ Văn Thơ. Nếu yêu thích hay muốn để lại bình luận, hãy comment trực tiếp vào trong phần review của Apple Podcast, hoặc điền vào form mà mình có để đường link ở mỗi tập. Hẹn gặp lại vào những tập sau với những bài thơ hay, những truyện ngắn xúc động cùng Góc Nhỏ Văn Thơ.